Xin chào bạn, hôm nay mình lướt web và tìm được một cái mẩu tin mình thấy khá là thú vị và muốn chia sẻ với các bạn. Và trước khi đi đến thông tin chi tiết thì mình nội dung video chỉ vì mục đích thông tin và không được xem là lời khuyên đầu tư. Đó, thì cái mẩu tin này nó có nội dung là nếu bạn đầu tư 1.000 đô 10 năm trước thì hiện tại bạn sẽ có bao nhiêu tiền. Đó, thì nếu mà mình đầu tư vào Google 10 năm trước thì hiện tại mình sẽ có 6.000 đô và Facebook thì sẽ là 9.000 đô, Amazon là 22.000 đô, đúng không ạ? Đấy là ba cái ông lớn, hai ông vào trong cái ngành truyền thông xã hội, một cái ông này là ông bán lẻ, đúng không ạ? Khá là nhiều, đúng không? Nếu mà đầu tư vào 100 triệu rồi có khoảng tầm hai lần là 2 tỷ 2 cho Amazon, đúng không? Còn Netflix này thì sẽ được nhân 34 lần, 34.000 đô. Netflix này là một cái ứng dụng cho xem phim, đó cài đặt trên các ứng dụng TV và điện thoại đấy, mình phải trả phí để xem bộ phim rất là hay. Còn cái Tesla này đó, nhân 159.000 lần đó, thì nếu mà đầu tư vào 100 triệu thì giờ nó có khoảng tầm 16 tỷ rồi đó, 10 năm trước. Và Tesla này nó là một công ty sản xuất ô tô năng lượng các thứ, và nó cũng có một phần cổ phiếu nữa về thị trường cổ phiếu chứng khoán. Đó thì công ty này phát triển rất là mạnh nhá. Nhưng mà bạn nhìn xuống dưới cùng, nếu bạn bạn đầu tư 1.000 đô Bitcoin thì giờ bạn có phải là tỷ phú không? 237 triệu đô, đúng không ạ? Triệu phú luôn, triệu phú luôn. 1.000 đô vào 10 năm trước đó, thì đồng tiền điện tử khá là tiềm năng luôn. Và mình nhận thấy là đồng tiền này hiện tại thì nó vẫn còn rất là tiềm năng luôn, nó vẫn còn rất là nhỏ bé. Đó thì giá của cái đồng Bitcoin hiện tại nó đang là 23.000 đô rồi, và mình thấy trong thời gian ngắn thì nó vẫn đang là tăng lên, nó chưa có dấu hiệu đi xuống đó. Nhưng mà một điều đáng chú ý là cái vốn hóa của thị trường Bitcoin hiện tại nó có là 426 nghìn đô luôn ạ, 426.000 đô. Đó nó rất là nhỏ bé đúng không ạ? So với thị trường vàng thì vàng hiện tại là nó là 9.000 tỷ đô. Đó, bài viết này bài viết vào mùng 4 tháng 9 năm 2020. Đó, giá Bitcoin thị trường hóa Bitcoin hiện tại lúc đó là chỉ có là 224 tỷ đô rồi. Đó nó tăng rất là nhanh đúng không ạ? Gấp đôi chỉ trong có mấy tháng thôi. Tháng mùng 4 tháng 9 năm 2020 này nó có 220 tỷ đô, hiện tại thì nó đã là 426 tỷ đô rồi, gần gấp đôi rồi. Nó tăng chóng mặt luôn. Nhưng mà năm nay nó vẫn chính thức chưa phải là năm uptrend các bạn, chưa phải là năm uptrend các bạn nhé. Đó là uptrend là sang năm. Bài viết này trên blog tiền ảo.com. Đó chỉ ra là vốn hóa của vàng là 9.000 tỷ đô. Mình thử lấy 9.000 tỷ đô mà chia cho cái vốn hóa hiện tại của Bitcoin là bao nhiêu nhé. Đợi một chút, lấy cái máy tính của mình ở đây. Chín nghìn tỷ đô này chia cho 426.000 đô à, 426 tỷ đô này, đúng không? Rồi nó sẽ bằng 21 lần nữa, tức là Bitcoin phát triển 21 lần nữa thì nó sẽ bằng vốn hóa thị trường vàng, đúng không ạ? Đó thì giá hiện tại của Bitcoin nó là 23.000 một 23.000 đô Bitcoin, thì mình nhân với 23.000 nhé. Xem nếu mà vốn hóa của Bitcoin bằng thị trường vàng thì nó sẽ là bao nhiêu. Rồi ok, lúc đấy thì vốn hóa thì giá trị của đồng Bitcoin nó sẽ là 480.000 đô, 486.000 đô một Bitcoin nhé. Thì lúc đó là cái vốn hóa của Bitcoin mới bằng vốn hóa thị trường vàng thôi. Nhưng mà mình thấy là cái đồng Bitcoin này nó thực sự nó tiềm năng hơn vàng, và càng thế hệ trẻ thì cái gọi là lưu trữ vàng của những người trẻ thì nó sẽ không được bằng như những người người đã già rồi. Người già người ta hay hay lưu trữ vàng hơn, còn những như tầm mình này, mình cảm giác là mình lưu trữ Bitcoin nó vẫn là hơn vàng đúng không ạ, an toàn hơn và nó cũng có thể nhanh chóng hơn. Vàng mình mua mình phải để trong nhà, còn Bitcoin này mình để ở đâu cũng được, mình chỉ cần có nhớ 12 cái tự bí mật là mình có thể lấy nó dễ hơn vàng rất là nhiều.
mua bán nó cũng khá là tiện. Nên là mình nghĩ là cái thị trường Bitcoin này nó sẽ tiềm năng hơn vàng và có thể nó sẽ vượt vốn hóa ở thị trường vàng. Đó, thì đây là cái giá mà để thị trường Bitcoin bằng thị trường vàng vốn hóa. Đó, 485.000 đúng không ạ? Một con số là cũng khá là ấy nhá. Cũng khá là hấp dẫn đúng không? Và mình nghĩ là thị trường này nó còn khá là mới nên là còn rất nhiều cơ hội mình có thể kiếm được lợi nhuận từ đây. Thì sang năm là bắt đầu một năm uptrend chắc chắn rồi. Chắc chắc chắn là nó sẽ quay lại cái năm như năm 2017. Đó. Người ta nói Bitcoin vào đầu năm 2017 Bitcoin không thể lên được quá 5.000 đô, đúng không ạ? Nhưng mà cũng không may là nó lên được 20.000 đô. Điều thật không may, nhiều người không thể ngờ tới. Và theo những dự đoán thì Bitcoin sang năm sẽ lên được 100.000 đô, và mình cũng nghĩ đó vẫn là một con số mà còn khá khiêm tốn với nó trong năm sang năm. Rồi, cảm ơn các bạn. Nếu mà các bạn thấy video này hay và bổ ích thì like và sub kênh, mình sẽ làm những video cung cấp nhiều giá trị hơn đến cho các bạn. Cảm ơn các bạn rất nhiều.